một siêu quận được nâng đời từ 2017 lên 2021 đã có thay đổi những gì. Xin chào mọi người, lại là mình đây, mình là Tiên, nhân viên kinh doanh tại trung tâm đổ xe FX Auto. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu tới mọi người một chiếc xe Range Rover Discovery đời 2017 đã được FX Auto lột xác hoàn toàn từ vẻ bên ngoài cho đến nội thất bên trong. Thì cùng mình tìm hiểu coi là chiếc Range Rover đời 2017 này đã được nâng cấp những phiên bản gì để tạo ra một phiên bản ngoài rất là hầm hố và đẹp như vậy. Đầu tiên như mọi người đã thấy thì mình đã nâng đời từ 2017 lên 2021 đối với dòng Discovery này, đã thay toàn bộ cái phần cản trước cho xe và tạo ra bên ngoài một cái form tạo hình mới hoàn toàn của chiếc xe này. Cùng với đó là sơn mới toàn bộ lại chiếc xe này và sau đó chúng ta sẽ phủ ceramic cho xe. Tiếp theo đó là mình sẽ làm theo là một cái bộ mâm được mạ chrome theo màu xám titan để nhìn cho chiếc xe nó cá tính và nó nhìn nó sang trọng hơn. Về phần thân xe này á, như mọi người cũng thấy á, với chiếc xe cao và bề thế như vậy thì chiếc Land Rover này chưa được trang bị bệ bước. Thì cùng với đó thì FX Auto đã trang bị cho quý khách hàng là một chiếc bệ bước điện để cho việc lên xuống trở nên dễ dàng hơn, đối với đặc biệt là với những bạn nữ khi mà có thân hình hơi nhỏ mà chạy chiếc xe bự vậy. Khi mà mình mở cửa ra thì bệ bước nó sẽ tự mở ra, thì giúp cho việc mình leo lên xe một cách rất là dễ dàng và thuận tiện. Và đặc biệt là nó còn có tính thẩm mỹ, khi mà chúng ta đóng cửa lại thì cái bệ bước này nó cũng ẩn giấu vào bên trong, không có tạo một cảm giác nó to và nó gồ ghề với chiếc xe. Về phần xe này, khi mà chúng ta đã nâng đời lên 2021 á, thì mình thay luôn cái phần đằng sau là cản sau và phần đèn hậu của xe, tạo ra một chiếc xe với form mới, thật cực kỳ mới. Tuy nhiên thì điều đặc biệt mà khiến chúng ta trầm trồ về chiếc xe này đó là phần nội thất bên trong xe. Thì hiện tại nội thất bên trong xe đã được là thay đổi hoàn toàn. Phần băng ghế sau á, mấy cái băng ghế sau mình thay bằng ghế limousine để tạo cái cảm giác ngồi bên trong thoải mái. Thì bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu bên trong nội thất đã được thay đổi những gì. Đầu tiên là vô phần khoang lái thì chúng ta thấy là phần ghế tài và ghế phụ của xe thì đã được bọc mút và thay da hoàn toàn là da màu kem, cùng với đó là chất liệu da là nappa và chúng ta đã được là bọc lại ghế da nè, hộp táp lô bọc lại da và những chi tiết mà có da ở phần đằng trước nè, hộp táp lô chúng ta cũng sẽ bọc lại da. Ngoài ra cái vô lăng này cũng sẽ được sơn lại cho nó tiệp màu với cái màu nội thất của xe. Nhưng chúng ta thấy như mà những chi tiết mà nó nằm ở trên phần táp bi á, thì phần nào có da thì sẽ được bọc lại da màu kem, và phần nào mà nó là trước kia nó là nội thất màu đen á thì đã được FX Auto là sơn full lại nội thất là màu kem hết cho xe. Và cái phần ghế này nó cũng sẽ được đắp thêm mút để nó cao và nó ôm vô phần cơ thể người khi mình ngồi, tạo cảm giác thoải mái hơn. Đặc biệt là cái phần trần sau này thì đã được bọc mà gắn trần, đặc biệt là cái phần trần này đã được là bọc trần sau cho xe để khi mà mình đi mà đóng hết cửa lại hoặc đi trời tối á, sẽ tạo một cảm giác mà không gian lãng mạn bên trong xe. Rồi đặc biệt hơn là chúng ta cùng mình đi tìm tiếp theo là cặp ghế limousine đoạn phía sau xe, khi mà mình sẽ gỡ hai cái băng ghế sau cho xe để nâng cấp thành hai chiếc ghế limousine cực kỳ to và cực kỳ thoải mái phía sau. Bước vô khoang nội thất hàng ghế thứ hai này á, thì chúng ta thấy là một sự mà thoải mái và rất là tiện lợi và một không gian rất là rộng và lớn để đặt được hai chiếc ghế này lên xe. Một chiếc ghế sang trọng này thì để mà làm được hai cái chiếc ghế này
Thì bên đội ngũ MX Auto đã bỏ hàng ghế 2 và hàng ghế 3 và thay thế bằng cặp ghế đôi limousine này kèm theo là con ngựa giữa. Bộ nó rất là rộng và thoải mái khi mà cho mà mình lên ngồi á, thì nó rất là dễ chịu. Ngoài ra thì ghế này 100% là chúng ta sẽ chỉnh điện trên cái màn hình phía trước ngay con ngựa giữa này. Có điều rất là đặc biệt là nó ôm sát và khít với hai cái bộ ghế này. Ghế này là ghế nhập 100% bên FX Auto đã nhập về để thi công trên chiếc xe này. Và nó là lock and lay với cái xe Discovery Range Rover này. Nên là khi mà chúng ta khách hàng sử dụng á, thì mình cũng không có lo là bị mất zin của xe hay là bị một cái thao tác gì. Cái ghế này thì chúng ta có là cái hộp để đồ rất là rộng rãi và thoải mái nè. Ngoài ra thì điện thoại này còn có sạc không dây, thì khi mà đi đường mà quên đem đi sạc thì cũng không có lo là đã được trang bị phần sạc không dây nằm trên đây. Đây là khu vực để ly cốc khi mà mình ăn uống. Ngoài ra thì như chúng ta biết là thường thường cặp ghế limousine trước khi mà được đổ thì mình sẽ chỉnh điện ở phần bên hông xe hay bên cánh cửa. Nhưng mà cái này nó được tích hợp vô trên cái màn hình trung tâm ngay chỗ mà cái con ngựa giữa này, thì nó sẽ chỉnh được đó là quạt gió nè, massage nè, và chỉnh ghế lên xuống thì cùng mình thao tác cũng chi tiết đi nha. Trượt ghế lên xuống này thì chúng ta sẽ bấm vô cái màn hình này, hay là chúng ta trượt lên và trượt xuống. Phần này là phần ngã ghế lên xuống nè, khi mà mình sẽ cân vừa với cái góc ngồi của mình để mình ấy. Và cái ghế này nó sẽ nằm được khoảng là một, gần như là giống như một chiếc giường như chiếc xe này. Mình bấm hết cái độ mà ngã xuống, khi mà mình ngã hết toàn bộ ghế xuống á, nó sẽ như một chiếc giường di động ở trên xe. Kéo ghế, chỉnh ghế lên nè, rồi sau đó là mình có cái phần bệ để chân ở ngay đây, thì khi mình có thể chỉnh lên chỉnh xuống để ngồi phù hợp với những người cao hay là thấp đó thì mình đều ngồi phù hợp được. Và đó là cái, và cuối cùng là cái phần mà mình để cái bật đỏ này lên nè, khi mà mình muốn biến nó thành một chiếc ghế cơ bản để tiếp khách thì nó cũng gọn gàng hơn. Ngoài ra thì chiếc xe này còn được trang bị là phần massage. Thế như những dòng ghế khác á, cái phần massage của nó sẽ là massage rung, nhưng mà cái này nó là massage bi cục chuyển đổi, nên là khi mà mình ngồi trên đây á mà mình massage thực sự nó rất là cảm giác rất là dễ chịu và thoải mái. Sau những ngày đi làm dài và mệt mỏi thì chúng ta sẽ lên xe để tận hưởng cái không gian này để đi về, hoặc là đi lên xe cũng không có cảm giác khó chịu hay say xe, thì nó đã có full đầy đủ tất cả các tính năng ở trong xe này rồi. Cái massage này thì chúng ta có massage 3 điểm, tại điểm ở dưới lưng, lưng dưới, lưng trên và phần gáy, vai gáy, thì nó tạo một cảm giác rất là dễ chịu và thoải mái. Massage thì chúng ta có 3 chế độ là massage, đây là tắt nè, khi mà mình bấm vô đây là massage ở dưới, A là chế độ dưới lưng, B là ngay ở lưng trên và phần C là trên vai gáy, thì tạo cảm giác rất là dễ chịu và thoải mái. Phần ở dưới này là quạt gió và cái này là làm mát, làm mát. Nó cũng có mỗi cái đều có 3 chế độ hết và ba vị trí khác nhau. Với một không gian mà rộng rãi và thoải mái như thế này, khi mà chúng ta sử dụng trên chiếc xe này dù là đi làm hay đi chơi để tạo một cảm giác rất là dễ chịu. Và khi mà ngồi trên cái phần khoang sau xe này, một cái khoang mà nó cực kỳ rộng và thoải mái luôn mọi người, như là vừa có massage này, vừa có chỉnh điện này, vừa tất cả các thiết bị này, có đồ chỗ học để đồ này, nó khá là rộng rãi. Ngoài ra thì tạo cho một cảm giác dễ chịu và thoải mái hơn á, thì khách hàng đã chọn là độ hem trần sao cho xe để giống như là tạo một bầu trời đêm á, khi mà mình trên xe vào đi vào buổi tối á, để làm cho chúng ta dễ dàng cảm giác là dễ chịu hơn khi mà ngồi trên xe này. Cái phần trần sao này nó được bọc nguyên toàn bộ cái phần trần, và nó có tới 64 màu để cho chúng ta chuyển màu và sử dụng trên app được. Thì vừa rồi mình cũng đã giới thiệu cho mọi người một siêu phẩm cực kỳ là giá trị, khi mà những khách hàng nào mà sở hữu những dòng xe Range Rover hay Carnival, chúng ta có thể đổ lên cái gói nội thất như vậy. Đồng thời là những cái nội thất mà những khi mà khách hàng nào mà đã sử dụng những dòng đời cũ á, thì bên FX Auto cũng nhận là up đời xe lên để nâng cái đời xe lên đời mới hơn, để tạo cho chúng ta là dù là xe cũ nhưng mà nó có một ngoại hình mới thì sẽ cảm giác là có gì đó nó mới hơn cho năm mới. Cũng là thời điểm cuối năm nhưng mà khi mà chúng ta sắp đón Tết âm lịch năm 2023, thì việc mà mình cải tạo lại chiếc xe cho mình có một cái vẻ mới hơn thì sẽ tạo cảm giác một năm mới hạnh phúc và thành công hơn. Thì vừa rồi mình cũng đã giới thiệu xong chiếc xe Range Rover đời 27 Upper Body 2021 kèm gói nội thất nâng cấp cao cấp limousine.
Thì những khách hàng nào có thắc mắc hay là có cần hỗ trợ gì thì liên hệ qua hotline 0938 014 995 để được hỗ trợ và tư vấn nhiệt tình. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình.